bác cho con xin cái lông này để con về nhốt nó nha. Rồi, lấy đi. Con hay nha. Thank you.
Thank you.
biết có đủ tiền thì mua ngan, mua gà, mua vịt không. Đây để bác đi lấy gạo lên chăn á, sập cháu chọn nha. Thì bác cho bà chúa nhé. Bác bán như thế nào ấy? Bác bán nhà con tổng là 7 con, bác lấy của cháu 245.000. Có đủ 200.000, 220.000, 230.000. Bác cho con xin cái lông này để con về nhốt nó nha. Rồi, lấy đi. Con hay nha. Yeah.